Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, chú bác. Hôm nay mình quay lại những cái món hàng coi như là những cái dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh ha. Mình quay sơ lại cho các bạn coi, các bạn coi cái nào vừa mình xài hợp của mình đó, là mình chốt hàng ha. Thì cái hàng bây giờ nó rất là đa dạng ha. Đó, rất là nhiều người bán, chủ yếu là mình tin tưởng với nhau đó. Hàng thật là coi như chất lượng là đúng ha các bạn, là coi như là giá cả thì nó nhiều loại lắm, cái đó tùy các bạn, có loại rẻ hơn, có mắc hơn, có ha. Mình bán cái này đa số là coi như là hồi trước tới giờ rồi đó, có giá sẵn rồi, với lại cái giá cả mình bán là rất là theo cái thời tượng ha. Bây giờ đó là coi như là mình bán toàn bộ là hàng inox chính hãng ha, đó chứ không có phải là có nhiều cái là nó đúng là hàng inox thôi, nó giới thiệu lên, nhưng mà khi mà các bạn mua rồi nhận hàng nó lại khác ha. Đó, cái đó mình nói như vậy thôi, mình cũng không có nói gì thêm đó, chủ yếu là ăn thua mình. Cái thương hiệu mình bán từ trước tới giờ đó, các bạn mua rồi các bạn sẽ biết đó. Còn chứ mình nói mình tốt cũng không ai tin, mà nói cái gì cũng rất khó. Thôi mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Trước hết là mình giới thiệu về cái dây cấp nước nè, dây cấp nước cho lavabo, bồn cầu nè, dây 40, dài 40 cm và 50 cm ha. Đó, cái dây dài 50 cm là 80 ngàn, 90 ngàn, dây 50 là 90 ha, dây 40 là 70 đó, 40 cm 70, dây 50 cm là 90 ha, một dây nha, một dây 90, 50 cm, dây 40 cm là 70 ha. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu qua cái giá đỡ, giá đỡ toilet, giá đỡ vòi sen nè đó. Đây, nó là cái giá đỡ toilet ha. Đó, cái này là inox luôn nha, inox 50 ngàn cái ha, 50, cái này nặng lắm nha các bạn. Đó, 50 ngàn một cái, một cục như vậy inox, là nó gồm có cho mình là hai cái tắc kê, hai con ốc inox luôn, là 50 ngàn. Đó, đó 50 ngàn, 50 ngàn một cái. Rồi tiếp theo là một cái cũng là giá đỡ inox đó. Cái này là vòi sen nè, nó xoay 360 độ luôn ha. Đó, SUS 304 ha. 100 ngàn một cái. Cái này 100 ngàn cái. Nó cũng gồm có là đây, nó gồm có một chai keo cho mình chét lên dán, hoặc là mình có con ốc mình siết vô ha, một cái tắc kê, một con ốc, cái này nó dặn ra được nha. Đó, đó mình dặn ra mình bắt ốc vô ha, bắt ốc vô tường đó, rồi mình dặn vô lại. Còn mình không muốn thì mình chét keo ha, chét keo thì các bạn phải chét để qua một đêm tới sáng là nó an toàn hơn ha. Đó, cái này bẻ lên bẻ xuống nè, bẻ ngang bẻ dọc ha, đều ok ha. Rồi cái này là 100 ngàn một cái ha, giá đỡ vòi sen. Đó, gồm có một chai keo và một cái con ốc tắc inox luôn, tắc kê là 100 ngàn. Rồi tiếp theo mình giới thiệu về cái van nước. Đó, van nước nó có hai loại, ba loại luôn nha,
Đây là nó có là một cùng nhau nè, nó chỉ có khác cái màu thôi, màu xanh màu đỏ. Cái này là mũ ha, đó, màu, cái này là nhựa nè, màu xanh màu đỏ đó. Cái này là cái van nước, là coi như là cái này là bắt vô tường ha, một cái là vô cái bồn nước của toilet, và một cái là nó ra cái ống xả ha, ống xả vòi xịt đó. Rồi 80.000 một cái, nó gồm có hai màu ha, màu đỏ màu xanh đó, 80.000 một cái. À, đây là một cái nó van tặng nè đó, nó cái này là inox hết luôn đó, cái này là 100.000 ha, nó cũng là của cái chữ T đó, nó cũng giống cái đỏ cái xanh thôi, mà cái này là cái đầu nó inox luôn, hồi nãy cái kia là cái đầu bằng nhựa. À, cái này là 100.000 một cái ha, 100.000. Rồi tiếp theo là cái vòi xịt, cái vòi xịt toilet, à, cái dây xịt toilet. Cái này là dài 1m2 ha. Đây là nó có giòn ha, có giòn đồ đầy đủ luôn, ở trong luôn đó. Có giòn đầy đủ ha đó. Hai đầu cũng có giòn hết nha. Các bạn về các bạn thay vô là ok ha. Cái này là inox chính cống nha, chứ không phải là giả đâu. Đó, cái này dài 1m2 là 80.000 một sợi ha, 80.000. Đó, dây vòi xịt 80k. Rồi tiếp theo đây là một cái dây vòi sen ha. Cái dây này là dài 1m rưỡi ha. Dây dài 1m rưỡi, nó cũng có phốt, có giòn đồ đầy đủ đây. Đó. Có giòn phốt đồ đầy đủ ha. Đó, dây của nó là dây bố luôn nha. Dây bố rất là chắc chắn ha. Rất là chắc chắn. Đó. Cái này là cái dạng lò xo nè. Nó kéo dạn được nè. Đó. Nó không có giống cái, nó không có giống cái này ha. Cái này là cái khoanh đó, còn cái này là lò xo luôn đó, nó kéo dạng được ha đó. Rồi dây này 100.000 một sợi nha. Cái này số lượng cũng có hạn ha, có khi mình bán kèm theo cái vòi sen ha đó. Dây này chưa thấy ai có bán cái loại này nha các bạn. Cái này là riêng mình bán thôi, cái loại này. Còn cái loại thứ này thì bán có rất là nhiều ha. Rồi dây vòi sen 1m rưỡi 100.000, hai loại ha. Rồi tiếp theo là một cái van nước à, có một vạnh nó chìm ở đây. Rồi cái van nước ngắn nè là 100.000 một cái ha, inox 304. Hay mới biết rồi. Đó, 304 ha. Nó còn một cái van dài ha, van dài là 150.000. Đó, nó dài hơn một khúc như vậy nha. Nãy giờ mình lục cái quên rồi. Đó. Rồi, van này van ngắn là 100.000, van dài 150 ha. Rồi đây có một cái vòi xịt là 150.000 một cái ha, inox 304. Cái này là mình chỉnh cho to nhỏ là mình dặn cái đầu này đó. Còn cái này là mình bóp là nó xịt ha đó, to nhỏ là dặn ở đây ha.
mũi đầu bà đó. Rồi vòi xịt 150.000 một cái, không có dây ha. Rồi đây là một cái vòi lavabo chậu rửa mặt ha, 250.000 một cái ha, chậu rửa mặt lavabo. Cái này là lạnh nha, cái này chậu rửa mặt cái vòi lạnh ha, 250.000. Đó. Rồi tiếp theo một cái vòi hai đầu, vòi hai đầu đây là cái vòi xả, đây là cái vòi để mà mình bắt vô coi như là đây. Cái vòi này là để mình nối dây. Cái này là nối dây ha. Một cái là nối dây, một cái là vòi xả, hoặc là mình gắn vô cái vòi sen nè, dây vòi sen nè. Cái này là bắt vô tường ha. Đây là gắn vô vòi sen ha. Đây là cái vòi xả. Đó. Đây là cái van vặn vòi sen. Đây là vặn mới vòi xả ha. Đó. Đây. 200.000 một cái. Mình kêu là vòi hai đầu ha. Vòi hai đầu 200.000 một cái nha. Hả? Mình lên làm sao mình bán y vậy nha các bạn. Hả? Vòi hai đầu 200.000 cái. Đó, đây là cái vòi dài ha. Vòi dài nè. Đó, vòi dài. Cái này vòi ngắn nè. Cái này ngắn, cái này dài nè. Đó, nó giống y nhau luôn. Một cái dài, một cái ngắn ha. Cái này là 100 ha, cái này 150 ha. Cái dài là 150 ha. Đó. Rồi tiếp theo là một cái vòi sen. Vòi sen tắm ha. Vòi này cũng là inox 304 nha. Nhưng mà cái này thì nó mỏng. Đó, có sao mình nói vậy ha. Cái này là 120.000. Vòi sen. Vòi sen 120.000 ha, inox. 120.000. Tiếp theo đây có một cái nữa là 150.000 ha. Cái này thì cái loại tốt hơn. Đó. Bây giờ mình đang xài là loại này nha. Đó, nhà đang xài loại này. 150.000 ha. Rồi đây là 200.000. Cái vòi này kêu bằng vòi bông cúc. Đó, nó có chế độ chỉnh. Đó, 1, 2. Đó, mình chỉnh qua chỉnh lại được hết ha. Đó. Cái này là 200.000. Vòi bông cúc. Cái này rất là đẹp ha. Cái này đây là nhựa nè, nhựa PVC gì đó, rất là cứng ha, chống va đập. Rồi 200.000 một cái. Rồi tiếp theo một cái giá đỡ, giá đỡ vòi sen. Chiều dài của nó là 60. Chiều dài là 60. Đó. Cái này kêu bằng giá đỡ vòi sen, giá đi trượt ha. Đó, nó kéo lên kéo xuống được nha. Đây nó có cái nút nè, mình bấm vô nè, kéo lên nè. Đó, kéo lên nè, kéo xuống nè. Đó. Cái này là 300.000 một cây ha. Inox 304. Đó. Mình mua chục cây bán cũng bây giờ còn lại hai cây ha. 300.000 một cây. Nó gồm có là ba con ốc, ba cái tắc kê và một cái lục giác cho mình ha, kèm theo. Đó. Để mà lục giác là để mình mở cái ốc này. Mở ốc này để mà bắt vô tường ha.
Đó. Mở ốc này bắt cho tường. Đó, một cây như vậy. À, gồm có ba con ốc inox, một cây lục giác. Đó. Là 300 ngàn. Đó. Cái hộp của nó vậy nha. Đó, nó nằm ở trong cái hộp ha. 300 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là một cái ống xả lavabo, chậu rửa mặt. Nó gồm có một cái nút nhấn nè. Đó, gắn vô cái lavabo ha. Inox 304 ha. Đó, cái này là cái bằng thao. Đó, đồng á, thao đồng. Cục này ở giữa cũng là bằng đồng. Còn cái vành này là inox ha. Nó có giòn đồ đầy đủ nha. Đó, ấn xuống là nó chặn nước lại ha. Ấn một cái là nó nhảy lên là xả nước. Đó. Đó. Cái này là mình tháo ra được ha. Đây. Đó, cái này là mình gắn từ cái lavabo xuống nè. Bắt đầu bắt vô cái ống xả nè. Đó. Bắt vô ống xả ha. Cái này là cái đợt mới sau này nè. Nó có cái nút cho mình nữa. Lâu ngày á sợ nó đóng cặn ở đây ha. Mình dẫn nút này ra để xả ha. Đó. Rất là hay. Đợt trước mình gắn ở nhà mình là nó chưa có cái nắp này ha. Đợt này thì nó có. Rồi, đây là cái ống nó truyền vô cái vòi xả của gia đình ha. Đó, cái này là nó truyền vô, bắt đầu chặn lại. Đây nó có cái keo nó dán lại nha, chống chảy xước. Mình về mình gỡ nó ra ha. Rồi, một bộ vậy nè, nó bẻ được nè. Đó. Nó bẻ được ha. Mình mà muốn bẻ làm sao bẻ ha. Rồi. 230 ngàn một bộ ha. 230. Một bộ như vậy là 230. Rồi tiếp theo là một cái vòi chén, vòi rửa chén. Ở chỗ cái bồn rửa chén ha. Đó. 200 ngàn. Cái này ngắn nha. Cái này cỡ chừng từ cái bồn lên là cỡ chừng 2 tấc rưỡi. Đó, 200 ngàn. Đó, cái này là bẻ qua bẻ lại ha. Cái này vòi chén lạnh nha. Đó, cái này là quay 360 độ. Đó. Rồi, cái này kêu bằng vòi chén. Cái này ngắn ha, 200 ngàn. Đây có cái loại dài nè, 250 ngàn. Đó, các bạn coi nè, nó dài hơn 1 tấc. Cái này là để cho giống như nhà mình nhỏ nè, không gian nó nhỏ hẹp thì mình lấy cái ngắn, nó xài thì cũng vậy thôi. Đó, cái cụm nó giống y nhau, chỉ có cái cần nó dài cái ngắn thôi. Đó, cái này nó dành cho cái không gian hẹp là mình lấy cái ngắn, 200 ngàn. Đó, còn cái không gian là lớn á thì mình xài cái dài coi nó đẹp hơn, 250 ngàn ha. Nó cũng là cái van bẻ qua bẻ lại và xoay 360 độ ha. Đó. Rồi, 250 ngàn cái dài, cái ngắn là 200 ngàn. Đây là nó cũng là cái dài, nhưng mà cái này là cái kiểu nó vuông. Đó, vuông, có người thích vuông, có người thích, nó thích tròn ha, giống nhau hết, cái kiểu nó khác thôi. Rồi, cái này 250 ngàn. Cái vòi chén vuông. Rồi tiếp theo là một cái vòi chén là coi như nóng lạnh. Đó, nóng lạnh ha. Nó có hai cái ống. Hai ống, một ống già, một ống màu đỏ, một ống màu xanh ha. Đó, ống màu đỏ là dây nóng ha, màu xanh là lạnh. Đó, nó kèm theo hai cái ống. Đó, rất là nặng nha các bạn. Đó, một bộ nó vậy là 400 ngàn ha. 400 ngàn một bộ vòi chén nóng lạnh, 400 ngàn. Tiếp theo là một cái vòi lavabo nóng lạnh. Đó, chậu rửa mặt ha. Một bên là nóng nè, bên này là lạnh nè. Đó, bẻ lên là nó mở nước, bẻ qua bên này nóng, bẻ qua bên này lạnh. Đó, nó cũng kèm theo là 2
hai cái dây nóng lạnh cho mình ha. Đó, các bạn về các bạn tháo cái này ra, tháo ra dặn vô đó. Dặn vô cái chậu rửa mặt đó, rồi mình siết lại giòn viết là nó đầy đủ ở đây hết ha. Đó, rồi bắt đầu siết lại cái mình bắt hai cái dây này vô, hai còn hai bên này là bắt vô tường ha. Đó, vòi chén nóng lạnh cái này thì 450.000 một bộ ha, 450.000 vòi chén vòi rửa mặt nóng lạnh. Cái này nó nặng hơn cái vòi chén nha, vòi chén nó nhẹ hơn nha, cái này nó nặng hơn đó. Rồi hôm nay coi như là những cái mặt hàng dụng cụ nhà bếp và nhà vệ sinh chỉ có như đây thôi ha. Xin chào tất cả các bạn ha. Cái phần sau thì mình giới thiệu về những cái dụng cụ hàng bãi, hàng đã qua sử dụng ha.